Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán vé tàu Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Vào thời điểm này, tại các quầy vé ở ga Sài Gòn, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đến để giao dịch. Nhiều chính sách ưu tiên đã được áp dụng, trong đó đáng chú ý nhất là việc giảm giá vé đến 30% cho sinh viên. Em đi tàu thì ở đây thì được 50 năm thứ 3 rồi, thì em thường mua vé trực tuyến online thì nó rất là dễ dàng đối với mọi người. Mình có thể đặt vé ở đó và mình biết được cái vị trí mình ở đâu, nó rất là thuận tiện, và mình trả bằng cách là phương thức trực tuyến chuyển qua Airbnb thì sẽ rất là tốt, rất nhanh. Theo chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, để tăng lượt giao dịch mua bán vé tàu tại ga Sài Gòn, năm nay đơn vị đã thiết lập tăng thêm 3 quầy bán vé, nâng tổng quầy bán vé tại ga Sài Gòn lên 17 quầy. Cũng như mọi năm thì chúng tôi cũng đều khuyến cáo người dân không nên mua vé ở những người và những địa chỉ không rõ ràng. Nếu quý khách có nhu cầu đi lại bằng phương tiện đường sắt thì hãy đến các điểm chính thức của đường sắt và các đại lý chính thức của đường sắt, tránh cái việc mà mình mua vé những nơi không chính thức á, có thể đã gặp những cái trường hợp là vé giả, vé cào sữa, sẽ bị thiệt cho bản thân mình và không được đi tàu. Theo phản ánh của nhiều khách đến ga Sài Gòn mua vé, mặc dù chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã mở thêm quầy bán vé, nhưng thời gian giao dịch theo lượt số vẫn còn chậm. Do vậy, nhiều khách vẫn còn ngán ngẩm cảnh phải chờ đợi khi mua vé tàu.